Vâng, như vậy là chúng ta đã đến với tập cuối cùng của series podcast The Breaker, một sản phẩm được thực hiện bởi Việt Content, đơn vị chủ quản của Web Thể thao và Việt Nam Bidak Promotion phối hợp cùng TD Pumbilac và trải qua 7 số thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự đóng góp của tất cả quý vị các bạn, những lời khen, những lời chê và tất cả những điều đó thì ekip sản xuất của The Breaker đều ghi nhận rất nhiều và trong cái tương lai thì chúng tôi sẽ mang tới những cái sản phẩm thực sự tốt hơn và để phục vụ cho tất cả cộng đồng yêu BA trên cả nước. Và trong số cuối cùng này xin được gửi tới quý vị các bạn series podcast với sự có mặt của idol Nguyễn Anh Tuấn. xin chào mừng tất cả quý vị khán giả của Việt Nam Bilab Promotion chúng ta quay trở lại với, với, nhau trong series podcast mang tên The Breaker và ngày hôm nay sẽ là một khách mời rất đặc biệt của chương trình đó là cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn với biệt danh là Tuấn Con xin chào Tuấn xin Con uh, Tuấn Con cảm thấy như thế nào khi mình là khách mời của một cái chương trình rất hay và lần đầu tiên được có mặt tại Việt Nam? À, thật mà em cảm thấy rất là vinh dự, mình cảm thấy rất là vinh dự bởi vì không phải ai cũng có thể đứng trong trong cái nằm trong quá khứ trong cái những cái thành tích từ xa xưa, không phải ai cũng có thể đứng trong cái đấy cho nên mình cũng rất cảm thấy rất là vinh dự và bên cạnh đó Tuấn con cũng là một cái nhân vật phải thực sự là rất nhiều câu chuyện để mà nói để mà chúng tôi rất là muốn khai thác trong ngày hôm nay thì thực sự là anh Tuấn đã sẵn sàng để có thể uh, nói hết, trả lời hết những cái gì mà chúng tôi đang muốn hỏi hay là tất cả những cái fan hâm mộ vẫn còn thắc mắc bấy lâu nay không? Ok, mình không ngại cái đấy là bởi vì những cái đấy thì uh, nó cũng đều tạo lên thành thành mình cho ngày hôm nay. Đúng rồi nó là thương hiệu của tên Con <laughs> đúng rồi. Uh, vậy thì để cho cái không khí nó nóng lên một chút để có thể cởi mở hơn câu chuyện thì mình sẽ đi vào 10 câu hỏi nhanh của chương trình. Tuấn Con đã sẵn sàng chưa? Dạ ok. câu hỏi đầu tiên là tuấn con đã từng vay nhiều nhất là bao nhiêu tiền Để đánh bia à, nếu mà để nói là vay tiền đi đánh bia thì chắc là chỉ vài trăm nghìn cho đến vài triệu thôi chứ còn à, về bia thì gia đình mình sẽ không để cho mình thiếu thốn về cái chuyện là tiền bạc để mà đi tập bia hay chơi bia trận money game mà thắng nhiều nhất là bao nhiêu tiền ba trăm nghìn tệ nếu quy ra tiền việt nam là thời điểm nào 1 tỷ không trăm năm mươi triệu Uầy. Nó là vào thời điểm chia sẻ một chút là vào năm nào? À, nhớ 2015, 16. Và là đánh với ai, tại đâu? Đánh với Lưu Hai Tao. À, tại tại đâu? Tại uh, Trung Quốc. Nó là nằm trong giải đấu hay là chỉ là một cái trận bên lề thôi? À, bên lề thôi. Vậy thì uh, trận thua nhiều nhất trong money game của Tuấn con là bao nhiêu tiền? Trận thua nhiều nhất chắc chỉ 2 30 triệu. À. <laughs> như vậy là gần như tuấn con đánh là đa phần là toàn thắng, thắng nhiều. <laughs> Thật ra thì um, um, nói cởi mở với mọi người là uh, đối với vận động viên không phải là đánh độ mà là đúng nghĩa ra là từ là cọ sát, cọ sát. Tức là giống như những cái thủ tục bất thành văn giống như kiểu đi sang bên kia là mỗi một vận động viên sẽ đánh với một vận động viên này hình thức 1 đến 2 game. Tức là cọ sát, tức là ví dụ như xa gặp nhau thì đánh có thể đánh game một hai trăm đô hoặc là 500 trăm một nghìn đô đấy tức là cọ sát và chỉ để chơi với nhau một đến hai game thôi. Câu hỏi tiếp theo là ngoài Bia ra thì tê con chơi được môn nào? À, có lẽ ngoài Bia ra thì mình lại không chơi được môn nào. Ừ. Thật ra biết chơi thôi. Ví dụ đá bóng biết đá bóng, đá cầu biết đá cầu nhưng có cái là để mà chuyên sâu để mà đam ừ. mê thì không có. Tức là mỗi thứ biết một ít. Đúng rồi, okay. mỗi thứ biết một ít không giỏi và gọi là chỉ là nếu nếu có đá thì có đá, nếu có chơi thì có chơi, ví dụ như thế. Người đầu tiên mà hướng dẫn Tuấn con chơi bi a một cách chuyên nghiệp, người đầu tiên là chú Nguyễn Phúc Long. Khi bố mình đưa mình lên đội tuyển quốc gia tập luyện lên đội tuyển Hà Nội. Sorry mọi người, lên đội tuyển Hà Nội tập luyện. Thì người thầy đầu tiên hướng dẫn mình là chú Nguyễn Phúc Long. Năm mùa hè năm 2002. Có nhớ cái câu lạc bộ bi a đầu tiên mà mình bước chân đến chơi là ở đâu không? Là ở nhà mình là ở nhà luôn <cười> <cười> đúng rồi <laughs> nhà mình là mở câu lạc bộ bia tại vì từ lúc đấy mình vẫn còn nhỏ từ lúc 4 tuổi rưỡi đến 5 tuổi rưỡi cơ thì sau khi bố đi làm các công trình về uh, bố mình là kỹ sư sau khi làm các công trình về thì uh, cụ có liềm đam mê cho bia thật ra không phải liềm đam mê bia mà cụ đúng nghĩa ra là cụ hy sinh đời mình để mà sau này cho con cái vợ con có một cuộc sống nó nó tốt đẹp hơn nên cho nên cụ quay về cụ không đi làm công trình nữa, không xa nhà nữa. Cụ quay về đi uh, tại vì khi mà cụ đi làm công trình ấy thì cụ thấy ở trong kia là 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 nó phát triển cho cái môn này, môn này nó có tương lai và nó có tuổi thọ lâu dài. Thế cho nên là cụ về cụ mới mở câu lạc bộ. Từ thật ra mọi người mình thì cũng không quá gì gọi là uh, kể về trong nghề quá đâu nhưng mà từ thời đến là từ thời bàn gỗ cơ. Từ thời bàn gỗ cơ, từ thời nói thật với mọi người từ thời hai chỉ một cái bàn cơ. Thời đấy là mình là khoảng Là mình làm từ Năm 94 Cuối năm 93 Đầu năm 94 Lúc ấy mình mới có 4 tuổi rưỡi thôi Vậy thì cái cây gậy Mà Tuấn Con Thích nhất từ trước đến giờ là gì à, Nếu mà để mà nói Cây gậy thích nhất từ trước đến giờ Thì Vẫn là cây Perry thôi Bởi vì um, Cây lôi đánh của mình Nó hoa mỹ Nó bay vừa <laughs> Em mình thích cái hoa văn của Perry lắm Rồi <laughs> Người yêu đầu tiên của Tuấn Con tên là gì Người yêu đầu tiên Tức là nếu mà để mà thích Thì thì uh, tên là nếu biết thích thì gọi là tên là Quỳnh năm lớp 6, lớp 7 lớp 6 à <laughs> nếu được chọn lại một cái trận đánh với một vận động viên quốc tế mà Tuấn Con cảm thấy là nối tiếc và muốn thi đấu lại nhất thì nghĩ nhanh ra một trận nào không mình có hơi tiếc là một trận đấu um... nói chung là thế giới là một chuyện nhưng mình tiếc uh, tiếc sea game hơn yeah. tiếc sea Bất game kỳ hơn cơ thủ nào cũng đấu. đúng rồi tên là gì cũng tiếc trận đánh với Okolo để mình chỉ có huy chương đồng thôi. Cũng tiếc trận đấu đánh đôi với anh trụ anh Quân ở SEA Game, mình với anh Quân đánh với Kadobiado với cả nói chung tiếc trận đôi SEA Game với anh Quân nữa, mình cũng rất là tiếc bởi vì nhiều khi không có cái gì to tác cả bằng cái gần gần mình nhất. Cái SEA Game là cái gần mình nhất nó cũng là một cái danh giá trong bia cho nên là mình cũng rất tiếc cái trận đấy trong cuộc đời thì tiếc nhiên rất nhiều rồi nhưng mình đang hỏi cái nhất thôi vâng. mình đã nhớ, như vậy là chúng ta biết được hai cái trận đấu có thể nói là điển hình mà tuấn con vừa nêu ra là có thể là cảm rất là tiếc nuối vâng. câu hỏi cuối cùng cho tuấn con thôi đó là một câu hỏi mang tính chất là vui về tương lai là tuấn con à, nghĩ là mình sẽ chơi ba đến được năm bao nhiêu tuổi chắc là chơi đỉnh cao đến năm 40 mươi tuổi thôi. Tức là cũng không còn quá nhiều đúng không? À 40 tuổi thì đấy, nếu đây đã đang gọi là đỉnh cao, đỉnh cao đấy. Chứ còn uh, sau đó thì vẫn chơi vẫn thôi nhưng mà có cái có lẽ trạng thái nó sẽ khác. Bởi vì uh, mình cũng trải qua rất là nhiều thứ nên cho nên mình mới nói là chắc chỉ đang chơi đến năm 40 thôi. Rồi, rất cảm ơn Tuấn Con với 10 câu hỏi rất nhanh, rất vui và không ngại bất kỳ một cái góc nhìn nào để chia sẻ với cả chúng ta để cùng quay trở lại với cái nhiệm chính của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ quay trở lại một chút cái về cái quá khứ, quãng thời gian chơi bia của Tuấn Con thì Tuấn Con cũng vừa chia sẻ rồi thì mình lại chia sẻ lại một chút để cho chúng ta cụ thể hơn tức là cái thời gian đầu tiên mà mình chơi bia thì ai là người hướng cho Tuấn Con đầu tiên hay là Tuấn Con tự tìm tòi? Nếu mà để mà nói đến giờ phút này thì mình cũng đang rất là đau đáu trong cái câu chuyện là muốn mua vô địch một cái giải nước ngoài nào đó để nhắc đến đó là chính là người bố của mình à. bởi vì người bố của mình hướng mình theo con này và hướng mình theo bia và hướng mình theo cái sự nghiệp bia luôn chứ không phải chơi cho vui chơi cho có à, và luôn hướng mình là cái này nó được lâu dài nó không phải như nghề võ hay như nghề ấy nó không được lâu dài thi đấu đỉnh cao được lâu dài Thế Đó. Thì bố của Tuấn con ngày xưa thì có chơi Bia không? À, bố của mình thì có chơi Bia nhưng không phải là chơi theo kiểu đam mê, ừ. tức là chỉ là chơi để về sau này mở câu lạc bộ tại nhà thôi. Ừ. Thế cho nên là à, bố mình không phải đam mê. Ừ. Hiện là tại chỉ thì hướng bác, mình có, thôi hiện tại bác còn chơi hiện bộ tại thì rồi. cũng không còn chơi nhưng ừ. mà nhà vẫn có câu lạc bộ, tức là chỉ trong quán thôi, làm câu lạc bộ thôi. Thế cái thời điểm mà bố hướng mình vào cái môn này thì có khắt khe trong cái việc tập luyện không? nói chung là cũng rất là khắt khe bởi vì đã đi theo con đường này rồi gần như là đã xác định theo con đường này rồi thì mọi thứ đều tập trung cho nó còn đối với mình thì thời điểm đấy mình không đam mê mình không đam mê và mình không thích bia nói thật với mọi người là lúc đấy đam mê lúc đấy chỉ đi tập bia chỉ cốt là nhảy bố cho đi chơi điện tử cho đi chơi game thì con đồng ý đi tập bia rồi thì mình đi tập bia hay nói một cách khác cái là giống kiểu mà cả trước là mình đi tập bia thì bố mình sẽ cho mình đi chơi điện tử À Kiểu như vậy vậy thì cái phương pháp huấn luyện mà ngày đầu bố tuấn con dành cho tuấn con là gì à, hiện phương pháp đầu tiên ngày đầu thì thật ra thì đầu tiên là chú long dậy ừ. sau đó về nhà thì Bố chỉ lôi sổ sách ra kiểm tra thôi Tức là ghi chép Ghi chép lại cái quá trình tập Ví dụ hôm nay Mình tập đôn 10 con bi Thì cũng ghi chép Đôn 15 con bi Thì cũng ghi chép đấy, Ví dụ Đấy là những cái thứ trong nghề tức là mình tập cái gì Thì bố sẽ ghi chép lại cái đấy Để sau này Kiểu có đường lỡ hướng Hoặc là có gì đấy nhắc nhở mình nghĩ là đấy cũng là một cái biện pháp rất là hay trong quá trình đấy thì lúc đó tuấn còn thích chơi điện tử hơn đúng không đúng rồi ạ à, thì mình có bao giờ bị bố đánh hay bố phạt về cái việc có chứ là có chứ bố không chịu tập rồi là tập không đúng không thật ra thì cũng không phải là phạt vì tập không đúng mà thời điểm đấy là mình có trốn đi chơi điện tử <laughs> đấy thì lần đấy là bố có đánh một lần ừ và thời điểm đấy thì nói là thời điểm lúc đấy lớp 6, lớp 7 thì mình có nhận thức được rồi khi mà bố đánh xong cái là mình không nói chuyện với bố luôn thế là lúc đấy thì bắt đầu uh, lúc đấy xong bố này uh, sau một hai tuần mình không nói chuyện thì lúc đấy bố biết rằng mình có suy nghĩ rồi Thế cho nên là lúc đấy uh, cụ sẽ nói chuyện bằng như hai người bạn chứ không không có kiểu uh, nói chuyện kiểu kia nữa cái thời điểm đó thì ai là người phát hiện ra năng khiếu của tuấn con thật ra thời điểm đó thì chưa chắc đã có năng khiếu bởi vì uh, giống như bây giờ mình vẫn trêu bố mình, mình mình vẫn nói luôn là nhảy lúc đấy cụ rất là mạo hiểm bởi vì uh, dường như đâm lao là phải theo lao chưa biết là con mình có lăng khiếu hay không lúc ấy là cứ tập thôi còn chưa thể biết được là có lăng khiếu hay không mình đã muốn bỏ rất bỏ rất nhiều lần trong cái bia này rồi chứ không phải là không muốn bỏ cũng có những thời điểm chán nản cũng có thời điểm cảm thấy nó không lên được nó chỉ nhích một tí một tí một tí thôi nhưng mà nói sao thì ông trời vẫn rất là ưu ái mình chắc là mình cảm thấy rất là may mắn ông trời vẫn đang rất là ưu ái vào cái thời điểm đó thì đến năm 30 tuổi thì Tuấn con cảm nhận là mình thích môn này và mình muốn theo chuyên nghiệp thật sự. À, thời điểm đấy là thời điểm năm 2006 sau khi mình thua anh Nương Trí Dũng ở bán kết quốc gia, vô địch quốc gia và mình được có huy à, mình được huy chương đồng. Thì à, lúc đấy mình đứng lên mục nhận huy chương thì lúc ấy mình mới hiểu được rằng cái cảm xúc lúc đấy nó rất là tức thời cảm xúc đến tức thời đấy nhưng mà nó lúc ấy cảm xúc nó tức thời nhưng nó lại ghim sâu vào trong đầu của mình và cũng là ghim sâu vào trong trạng thái cơ thể của mình lúc đấy mình hiểu rằng là cái ba mình phải tập đến đâu và thi đầu đến đâu lúc đấy mình không còn tha thiết gì nữa và mình sẽ mình dạ lao đầu vào tập luyện à, lúc đấy thì sau đấy sau năm đấy mình vào chung kết nhưng không vô địch tiếp tục năm nữa mình vào chung kết nhưng không vô địch và đến năm thứ ba thì lúc đấy mình mới vô địch và từ lúc đấy mình gần như vô địch mãi cho đến tận bây giờ ừ, và có thời điểm đầu mà Tuấn con chơi bắt đầu tập lên dần lên để trên con đường mà lên chuyên nghiệp ấy thì có nhớ về những cái tên nào Đã ấn tượng thời kỳ đấy không? À, thật ra thì hồi thời kỳ đấy thì chỉ có những thế giới thôi khi mình chưa được đi ra thế giới thì mình cảm thấy là mình ao ước được đứng ở cái đấu trường đó thì thời điểm đấy là FNZS, Butamante hơn nữa là Okolo hơn nữa trên thế giới những người châu Âu thời điểm đấy nói chung là ơn trích lần rồi tại vì lúc đấy nói thật sự là để ra đi nước ngoài rất là khó thứ nhất là tiền bạc thứ hai là suất tham dự nữa đâu phải đơn giản đâu nó không cởi mở nó không như open như bây giờ các cái giải mà tư nhân mọc lên nó rất là nhiều cho nên là đồng tiền nó cũng luân chuyển nó cũng giúp cho mình Uh, cũng có để mà đi vào các nhà tài trợ cũng thế để giúp cho mình là thực hiện được gần sát gần cái ước mơ. hơn Thời đó thì tại Việt Nam thì tuấn con có thần tượng của ai đó không? Vận động viên Việt Nam? Thật ra thì thời đấy mình lại rất may mắn, may mắn ở cái chỗ là mình là nhỏ tuổi nhất đội mà lại toàn lớp kế cận, lớp đầu tiên. Thì mình rất may mắn ở cái chỗ là mình là người mình ở gần cái lớp đầu tiên gần luôn cái lớp đầu tiên tức là lớp mình là gần như là kế cận đời thứ hai của đội tuyển Hà Nội nên cho nên là là cái thần tượng thì thật ra thì mình cũng không không có thần tượng ai cả ừ. nhưng mà có cái là tức là xem các chú các anh các bác đánh thì đường này hay đường kia hay thì mình học hỏi chứ còn thời điểm đấy thì mình cũng chưa biết có cái gì gọi là thần tượng vào cái thời điểm mình bắt đầu là tập chuyên nghiệp đấy thì trong những cái quãng thời gian mà thi đấu quốc gia rất là nhiều thì có nhớ cái thời điểm nào bắt đầu mình chơi money game rồi Uh, mắt đi game thì thật ra thì uh, chưa đi tập mình đã chơi Mandy đi game rồi bởi vì tại sao bởi vì uh, nói thật với các mọi người là ba mà ba việt nam ở ngoài cứ chơi số với chơi ta lạ Thời điểm đấy là một hai một cây tức là nghìn hai nhỏ một cây mình đã nói chung là đã chơi ở nhà rồi thế cho nên là cái đấy thì mình nghĩ là uh, nó giống như kiểu song hành với ba rồi nói chung là không bỏ được chẳng qua là thế này này không 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 làm ngoài cái đấy được chẳng qua là như thế này là cọ sát đúng hay là gọi là kiếm tiền bia thôi đấy, nó là sự khác nhau ngày xưa thì tây con có chuyện là có chơi nhiều cái môn số các bạn giờ vẫn à, gọi là môn đỗ mười ấy. thật ra thì em không chơi nhiều không chơi nhiều bởi vì khi em đã xác định là đi tập rồi thì là chỉ có lao đầu vào tập thôi tại vì cái thời điểm đấy nói thật sự là khi mình đã đi tập rồi thì ngoài các chú các anh ra thì ở ngoài cũng chả ai chơi Đến khi mà mình đã lên một chút đẳng cấp rồi thì không ai chơi Không ai người ta chơi Trong cái quãng thời gian mà mình chơi money game cả cái giai đoạn trước khi lên chuyên nghiệp Cũng như khi vào chuyên nghiệp rồi thì có nhớ cái trận đấu nào là có thể nói là ấn tượng nhất và là... Thật thời ra là ấn tượng, sự ấn tượng thì money game chỉ có mỗi trận đánh với Lưu Hai Tao thôi Mình nghĩ là như thế chứ còn để mà ở Việt Nam thì mình thừa biết là những cái đấy nó là những cái phạm pháp nên những cái không lên Thế cho nên là là cái việc đó thì nó sẽ thường diễn ra ít lắm chứ không nhiều vừa rồi tuấn con có nhắc đến cái trận đấu mà mình thắng được 300 000 tệ một trong những trận đấu là được uh, nhiều tiền nhất của mình trong cái quá khứ mình đánh thì có thể chia sẻ một chút về uh, chi tiết về cái trận đấu đó tức là cái khoảnh khắc mình đánh đấy thì nó diễn ra cái thời điểm đó là có ai đứng sau những cái cùng đồng hành với tuấn con trong trận đấu đầu đấy không thật ra ấy những uh, như mọi người vẫn thường biết ấy là những trận đậu độ của vận động viên ấy thì đa phần là vận động viên sẽ không được biết gì cho đến sau khi kết thúc bởi vì tại sao bởi vì tất cả những cái thứ đấy nó chỉ là một cuộc giao hữu thôi đó thì sau khi mà cuộc giao hữu kết thúc ai thắng ai thua thì lúc đấy sau này vận động viên mới được biết chứ còn bản chất là không được không biết được trước À chậm cái đoạn này mình muốn tìm hiểu kỹ một tức à. là không biết trước ở đây là không biết trước là mình đánh là được thua bao nhiêu à. Đúng rồi, không biết trước Ồ, mình đánh được thua bao nhiêu. Như vậy rồi? là nó khác với cái việc là bây giờ đánh là mình sẽ biết trước là mình được thua bao nhiêu Đúng đó. rồi, bởi sẽ... bởi vì không phải là nó khác mà bây giờ bây giờ vận động viên sẽ không bao giờ đánh cái đó. Ví dụ như đi sang nước ngoài đánh cọ sát 1 200 đô thì là một cái việc mà vận giữa vận động viên các nước cọ sát với nhau. Còn cái chuyện mà đánh ăn tiền thì giống như mình nói ở câu trước thì nó là cái phạm pháp. Thế cho nên là khi mà khi phạm pháp thì vận động viên chắc chắn là không dây đấy mà không dây thì đương nhiên rồi khi mình đánh chỉ là sự giao hữu thôi đó và sau đó thì kể cả sau đó thậm chí xin xin lỗi mọi người thì một tuần hai tuần sau không biết đó một tuần đấy còn cái chuyện mà với ông bầu sau khi trận ấy xong rồi ông bầu có thể là cho bao nhiêu thì mình chỉ biết cầm bấy nhiêu thôi à, kể cả thua, đôi lúc kể cả thua cũng được cầm chứ không nói là đến thắng thời điểm đấy thì ai là ông bầu của Tuấn Con trong trận thi đấu thời điểm đấy vậy? thì nói chung là một ông anh thì dẫn đi thôi còn thời điểm đấy thì khó khăn lắm. Một đông anh dẫn đi mình chỉ biết là mình đánh. còn đâu cái chuyện ngoài lề. tại vì uh, mọi người đã bị uh, thường hiểu là bia nó là môn tâm lý. nếu mọi người biết trước những cái đấy thì không bao giờ mọi người thả rằng đánh được thoải mái. đấy là cái chắc chắn thả lòng đánh, đánh đánh tức là thoải mái tư tưởng thoải mái đầu óc là cái rất là quan trọng trong cái đối kháng. cũng giống như cái môn bia đặc biệt đó là môn tâm lý. đó nên cho nên là hoàn toàn những cái việc đó là bọn mình sẽ không được biết trước. chỉ biết là sang đánh giao hữu còn sang đánh giao hữu giữa màu cờ sắc áo ừ. ví dụ như thế còn, được còn không được bao nhiêu biết, không biết là không biết cái đấy cũng là một cái yếu tố có thể là có lợi cho tuấn con thời điểm đấy đúng rồi nghĩa thế... là như vậy bởi về vì mặt tâm lý về mặt tâm lý ít nhất là có lợi cho vận động viên tuấn con vừa nhắc đến cái việc là cái việc money game thời điểm đấy làm cái chuyện việt nam không hề công nhận đúng rồi kể cả bây giờ bây giờ vẫn cũng như thế thì nó cũng liên quan đến cái việc định kiến của xã hội nữa vì xã hội từ những năm chín mấy cho tới bây giờ những năm gần đây vẫn có rất nhiều luồng dư luận họ cho là đây là môn thể thao chưa tinh thống vẫn bị gắn một chút về cái mác là cờ bạc vậy thì cái thời điểm đó thời điểm bị nặng nề nhất đấy thì tuấn con đã bao giờ gặp những cái định kiến như thế từ xã hội hay từ người thân hay là từ nhiều luồng khác nhau đến với mình chứ? có chứ có chứ có chứ rất uh, gặp rất nhiều ừ. là bởi vì nhiều khi nhiều bạn bè trang lứa bố mẹ cũng không cho đi chơi bia đấy là đấy là cái chắc, chắc chắn người bố mẹ bảo là dính đến bia dính đến tiền bạc không không chỉ dính ra đấy bia mà ra đến câu lạc bộ bia nó còn nhiều yếu tố nữa phức tạp. phức tạp nữa chứ không đơn giản là chỉ là đánh bia tiền rồi. bên lề những cái câu chuyện đánh bia đấy đúng Vậy rồi cái thời điểm đó thì tuấn con vượt qua chuyện đấy như thế nào và chứng minh cho họ hiểu là con đường này tôi đi là con đường tôi chọn và nó không phải như thế đâu thật ra thì cái câu hỏi đấy là hơi thừa là bởi vì tại sao chính mình là được gia đình cho ăn tập là được bố cho đi mà chứ không phải là 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 định kiến nữa rồi gia đình mình cởi mở open rồi ừ. thế cho nên lúc đấy mình làm gì có định làm gì có định kiến hay có gì đâu bố mình là người hướng mình đi ừ. và kể cả những mối quan hệ khác thì cũng rất là ủng hộ mình bởi vì tại sao bởi vì đến gia đình mình còn cho mình ừ. đi như thế đèo tức là cho mình đi ăn đi tập bỏ tiền ra cho ăn tập thì bây giờ những cái người bên lề ngoài lề thì làm sao nói gì được nữa lúc ấy lúc ấy nói gì nó cũng vô ích rồi đúng rồi bởi vì cái gia đình là cái quan trọng nhất đúng người, rồi. Là người ta đã hậu thuẫn ủng hộ thì gần như đúng những rồi. cái khác nó sẽ là không còn phải không để gì còn đến cái, nữa. cái toàn cái tâm nghĩa toàn ý nữa đấy. đúng rồi đấy cũng là một cái rất là lợi thế của tuấn con so với các cái vận động viên khác vậy thì Giải vô địch quốc gia đầu tiên mà Tuấn con đạt chức vô địch là năm bao nhiêu? Giải vô địch đầu tiên nếu mà để mà nói bằng cá nhân tức là năm 2009 mình có vào hai trận chung kết, một nhất 10 bóng và một nhì 9 bóng. Còn đầu tiên trong lịch sử mà mình được thì tức là mình được là năm 2006 với cái cá nhân là vô địch vòng 1. Sau đó được đi đánh đại hội thì được đánh đôi với anh tùng trắng rồi. nguyễn mạnh tùng đấy tùng Bảo táp đấy đúng rồi thì uh, hai anh em có nhất cái đôi chị tám bóng ừ. đại hội thể dục thể thao mà sau này mình mới biết là đại hội thể dục thể thao là cái uh, giải đấu cực to của 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 nước nhà vậy ừ. thì trong tám cái chức vô địch quốc gia của tuấn con thì tuấn con thấy là cái chức vô địch nào là ấn tượng nhất với mình uh, trong 8 cái vô địch quốc gia thì uh, có thể là nếu đáng nhớ nhất thôi đáng nhớ ấn à, tượng nhất thì mình nghĩ là vô địch quốc gia năm 2022 lý do tại sao <laughs> lý do là mình không bao giờ mình nghĩ mình vô địch được. <laughs> đấy là nói thật sự là ừ. mình thời điểm đấy thì mình mới quay lại Bia ừ. thời điểm đấy mình mới quay lại Bia mà mình đi thi đấu từ đầu năm giải nào mình cũng loại luôn từ vòng gửi xe ừ. giải nào câu lạc bộ tờ, tổ chức mình cũng loại luôn từ vòng gửi xe nên cho cho đến vào trận đấu quốc gia trận đầu tiên mình thua luôn À, trận đầu tiên mình thua luôn thua trương duy tùng à, thua luôn lộn xuống cuối mình nghĩ là năm nay mình chỉ muốn trụ hạng thôi trụ hạng thành công để năm sau không phải đi làm đánh vòng loại thôi đùng đúng cái là mình cứ đánh thôi cứ đánh cứ đánh và sau đó mình vô địch cái thời điểm mà mình cứ liên tục thua như vậy ấy thì lý do tại sao tuần con vẫn quay trở lại để đánh à À, cái thời điểm thua thì thật ra thì đối với mình bao nhiêu năm chơi bia thua là chuyện quá bình thường rồi thế cho nên là kể cả có thua nhiều hơn nữa mình không làm bọn mình được sinh ra trong một cái giai đoạn gần như nói thung là cũng khổ có sướng thì không có nhiều nhưng mà khổ có thế cho nên là ý chí cảm giác như thời điểm đấy cũng đã được tu luyện tôi luyện thế cho nên là kể cả có thua nữa thì mình cũng nghĩ rằng là mình sẽ không làm trí bởi vì uh, thua nhiều thì sẽ có kinh nghiệm nhưng mà đừng có thua nhiều quá à, Tuấn Con đã từng có khoảng thời gian dừng chơi bia bao nhiêu lâu? À, à. Mình có khoảng thời gian uh, xác định dừng chơi trong vòng 5 đến 7 năm ừ. Nhưng mà có cái là vì những cái động lực và vì những cái đam mê ừ. Mình vẫn dành ra trước lúc thi đấu rơi khoảng một tháng ừ. Tập luyện để mình đi thi đấu Xong sau đó mình lại trở về công việc hàng ngày Không chơi bia nữa ừ. Thì mình sẽ mất trong khoảng thời gian 2015 cho đến 2020, tức là 5 năm, mất khoảng à, 5 6 như năm. là mình sẽ vậy trong cái khoảng thời gian đấy thì tôi con chia sẻ một chút là mình làm cái công việc gì. À, mình đi làm quản lý câu lạc bộ bia, mình làm cái này làm cái kia, buôn bán nhỏ lẻ, làm hết những cái công việc nào nó thật sự là ra tiền mà không phạm pháp thì mình làm. Thế trong khoảng thời gian đấy thì những cái công việc ấy nó có 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 đủ để cho tụi con sống không? Nó đủ để cho mình sống nhưng nó và quan trọng hơn nữa là cái thời gian này nó giúp cho mình cứng cáp hơn và trưởng thành hơn. Nó không còn uh, uh, giống như kiểu mình bươn trải hơn, ấy. Ừ. mình uh, mình uh, mạnh mẽ hơn. Vậy thì trong cái khoảng thời gian đấy thì có những cái khó khăn cụ thể nào mà rất là lớn trong cuộc đời mình gặp phải không? có chứ trong những cái khoản tất nhiên là trong những khoảng thời gian đấy may mắn đối với mình là thời điểm đấy chưa có vợ có con ừ. Ê, cho nên thời điểm đấy nó cũng chỉ là loanh về vấn đề kinh tế thôi về chuyện lợi lần rồi. mình cũng không ngại chia sẻ câu chuyện là mình có làm câu lạc là bộ bia và thu lỗ ừ. à, thì thời điểm đấy rồi vay lãi ngoài vay lãi trong nói chung là có rất nhiều thứ nó cũng chỉ liên quan đến kinh tế được. nhưng mà thời điểm đấy thời điểm khủng hoảng nhất của mình khủng hoảng nhất đúng không? Cho đến năm 2020 cho đến năm 2020 năm 2021 đầu năm 2022 may ra mình mới bắt đầu vượt lại được. Vượt lại. được mình tập... mất trong 5, năm 75 và mình tập trung lại mình uh, xác định mình quay trở lại con đường bia. Đúng rồi. Thật ra thì uh, không phải vì mình đỡ hơn. Ừ để mình xác định quay lại bia ừ. mà là mình khổ hơn nữa. Oh. mình khổ quá mình mới quay lại bia. Ừ. Mình mới thi đấu quay lại thi đấu bởi vì chỉ có quay lại thi đấu rồi uh, dạy đi học dạy ừ. học các thứ thì mình mới có uh, tiền để trang trải. Tại vì thời điểm đấy thời điểm là mình mới sinh cháu. Rồi. Mới sinh đứa cháu đầu tiên là mới sinh đứa con đầu tiên uh, 19 tháng 5 năm 2020. Đấy thì mình mới sinh uh, con gái của mình đầu tiên. Lúc ấy mình nghĩ là cuộc đời mình đã có những thứ nó rất là tốt đẹp rồi. Mà tại sao bây giờ con mình để ra mình lại để cho nó như vậy. Thế cho nên là lúc ấy mình mới xác định là quay lại. Vậy là Tuấn Con sinh con đầu lòng vào năm 2020. Đúng rồi. Và đó cũng là trong cái thời kỳ rất là khó khăn của Đúng Tuấn rồi. Con. Vậy thì mình hỏi một chút là liệu đứa con này có phải là cái động lực để cho Tuấn Con sẽ phải quay trở lại và tìm một cách là khiến cuộc sống mình tốt hơn hẳn không? Cái đấy là cái chắc chắn nhưng mà đầu tiên thì phải nói là uh, con uh, con mình là người thứ hai. Còn quan trọng nhất vẫn là vợ. Bởi vì khi mình lấy vợ rồi thì mình sẽ phải uh, quan điểm của mình uh, mình khi mà mình có vợ thì mình sẽ phải chăm sóc được người vợ đó. Đấy là điều đầu tiên. Mình sẽ phải lo được và chăm sóc được người vợ đấy. Thì tiếp theo đó mới đến con. Đấy là nói thật sự. Rồi chúng ta cũng biết là năm 2020 cái thời điểm mà Tuấn con bắt đầu lấy vợ và cũng sinh con ở đấy là thời điểm mà tuấn con đang rất là khó khăn vậy thì cái thời điểm đấy thì hai vợ chồng cái nguồn thu nhập đến từ đâu để có thể trang trải cuộc sống cũng như là để cho tuấn con theo đuổi cái con đường bia của mình cho đến bây giờ à, cái thời điểm đấy thì là cái thời điểm mà mình có ở trong vinh bởi vì vợ mình là người vinh thế cho nên là lúc đấy mình có thuê một căn nhà nhỏ à, mình đặt một cái bàn bia đấy à, mình mới tiếp tục hành nghề à, mình cứ nói chung là cũng dậy vài ba tháng để cho gọi là có cuộc sống có trang trải cuộc sống nhưng mà sau đó mình cảm thấy nó cứ như thế này mãi không ổn. À thời điểm ấy bé sinh ra nói hẳn ra là không có tiền tiêm. Đây là câu chuyện mình nói thật sự. À thời điểm đấy giữa lựa chọn là tiêm năm trong một hay tiêm 6 trong một bà ngoại thì có bảo là tiêm năm trong một thì ra chạm xá tiêm nhưng mà mình nghĩ là cuộc đời mình cũng trải qua quá nhiều thứ rồi mình sẽ không bao giờ để con mình tiêm ở trạm xá và mình sẽ cho con mình tiêm ở vncc đấy nên cho nên là mình lúc đấy mình mới uh, quay lại quay trở lại mình mới quyết định quay trở lại và đi ra ngoài hà nội cái lý do thời gian đấy tại sao mình lại vào vinh có những câu chuyện là mình sẽ không ở ví dụ ở ngoài hà nội là mình không không làm gì được nữa sau đấy, sau đấy mình đi vào Vinh, tại vì vợ mình người Vinh thì mình ừ. khi mình vào trong đấy là mình mình quen vợ và mình ở luôn trong đấy, ừ. thì bắt đầu quen vợ ở trong đấy và sinh con. về cái khoảng thời gian hai vợ chồng rất khó khăn đấy thì người vợ của Tuấn Con đã hỗ trợ cho Tuấn Con như thế nào để ừ. ủng hộ cho chồng cũng như là về hậu thuẫn về đằng sau chăm sóc của gia đình nhỏ nữa. đúng rồi, thời điểm đấy thì vợ mình có hậu thuẫn đằng sau là tức là ở nhà và chăm sóc cho đứa bé ừ. để mình đi ra ngoài kiếm tiền. Ừ cái đấy là một cái hậu thuẫn cực kỳ lớn đối với mình bởi vì cái thời điểm đấy mình là là một người đàn ông thời điểm đấy mình rất là tự ti rất là tự ti bởi vì không lo được cho vợ con cảm giác nó 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 tự ti lắm đấy là mọi người cũng có chút thất vọng đúng không đúng rồi thất vọng vì bản thân mình cũng là tự ti lắm Thế cho nên là chỉ cần sau khi có cơ hội là mình sẽ lao đầu vào mà mình tập trung vào làm lại thôi nhưng mà thời điểm đấy là thời điểm thật sự Uh, mình nghĩ rằng là một người đàn ông thì cũng chỉ cần một người đàn bà ở đúng cái thời điểm đó đúng rồi. mà họ không nói là ấy nhưng mà họ đồng cam cộng khổ thì mình nghĩ là trước uh, sau gì cũng có thể uh, uh, trải qua uh, vượt qua thôi nhưng mà lúc ấy thời điểm đấy mình 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 rất may mắn rất may mắn mình phải nói là rất may mắn thực sự là tuấn có một phụ nữ rất tuyệt vời bên mình thời Đúng điểm rồi. khó khăn nhất cái đấy là không phải ai cũng có được vâng vậy thì khi mình quyết định chuyển từ vinh ra hà nội thì thời điểm đầu tuấn con làm gì ờ, thời điểm đầu thì mình có về sống với ở bố mẹ mình à, nhờ ông bà một tháng rồi sau đó thì vợ chồng mình đi thuê nhà khi mà công việc của mình ngoài này ổn định bắt đầu mình đi thuê nhà nói chung là đứa con gái của mình thì cũng không, không biết là nó có may mắn hay không nhưng mà nó đi theo bố mẹ ít nhất thời điểm này bảy căn nhà rồi <laughs> đổi đến 7 căn rồi. Đấy, đổi để làm sao để phù hợp với công việc và môi trường. Môi trường rồi. đúng rồi. Thế thì thời là... Đấy là lúc đầu mình ra là mình làm gì? Mình ra là mình làm quản lý câu lạc bộ bia. À tại Hà Nội năm nay đó năm 2000 2019 19 à, 20 20. Mình năm 2020 mình quản lý câu lạc bộ bia. À, đúng nghĩa ra là lúc đấy tháng 10 năm 2020. Sau khi mình để có được 6 tháng, ừ. 5 tháng thì mình ra đấy thì bởi vì khi mà mình ra mình quản lý câu lạc bộ da và mình sống ở đấy mình làm quản lý và mình dạy học ở đấy à dạy luôn ở đấy đúng rồi vậy thì cái đồng lương từ quản lý cũng như là dạy học vào thời điểm đấy có thể chia sẻ ra bao tiền à, nếu thời điểm đấy thì được khoảng tầm quản lý được khoảng tầm 8 triệu còn đồng lương dạy học thì hên xui bởi vì có thể lúc này có học viên lúc sau không có học viên Thế lúc đó tuấn coi có được đang ăn lương của đội tuyển nào không có mình vẫn được ăn lương của đội tuyển hà nội đấy là khoảng được mấy triệu à, lúc đấy khoảng được à, thời điểm đấy khoảng được à, 11 một triệu hai trăm ừ, cũng thế nói chung là cũng nó là, là, là tiền công và tiền ăn tiền công và tiền ăn vậy là tổng thu nhập cái thời điểm đấy là liệu có đủ đủ sống không đủ chứ đủ. À, bởi vì à, không đủ cũng phải đủ bởi vì thế nào là đủ thế nào là ừ. cho là đủ thì bởi vì riêng thời điểm đấy thuê nhà cũng mất 5 triệu rưỡi 7 triệu đến 7 triệu nói chung là chi phí rồi còn thời điểm đấy thì cũng không biết là thế nào nói thế nào là đủ là vì con cái thời điểm đấy bỉm sữa rồi nói chung là nhiều thứ lắm ạ ừ. lúc đấy thì cái tiền của mình chỉ đủ trang trải hai vợ chồng thôi đúng rồi vậy thì những cái câu chuyện hồi trước những cái khó khăn trước hoặc là những cái mình gặp phải lúc trước thì lúc đấy có lúc nào nó cứ quay lại với cuộc sống của mình và nó ảnh hưởng đến mình không thật ra lúc là đấy phiền mình, mình không? Uh, có chứ rất là phiền đấy. chứ không phải là không phiền nhưng mọi người đã biết lỡ lần mà đúng rất rồi. là phiền nhưng mà nói chung là lúc đấy mình cũng đủ mạnh mẽ và cứng cáp để mình có thể dàn xếp được xếp. Uh, tức là mình 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 lúc đấy mình không sợ sệt nữa đúng thời điểm đầu mình rất là sợ sệt nhưng thời điểm sau khi mà mình đã tức là đã đi một hai năm ba năm rồi Kinh thì qua hết rồi, đúng cái đấy mình mình, mình hiểu rồi mình hiểu rằng là họ sẽ như thế nào. Thế ừ. mình cũng ra đối mặt thôi. Rồi. Mình đối mặt để mà mình giải quyết thôi. À tới thời điểm này thì những cái câu chuyện đấy đã được bao nhiêu phần trăm rồi? Những cái thời điểm này câu chuyện đấy chắc mới chỉ được 50% thôi. Ồ. Mình vẫn còn phải đang rất là nhiều thứ. Nhưng mà, mà có thứ. cái là cái may mắn của mình là cũng có rất nhiều quý nhân. Quý nhân giúp đỡ mình. Cho nên là thật sự phải những người đấy mình phải nói là quý nhân. Chứ không phải là là là, là, là giúp đỡ bình thường, thông thường cái trong khoảng thời gian tuấn con ra Hà Nội bắt đầu những cái công việc như vậy để bắt đầu cố gắng để thay đổi cái quá khứ của mình đi và đi trên con đường mới thì những ai là người bắt đầu thấu hiểu tuấn con và đến với tuấn con thời điểm đấy thì gần như là vực tuấn con dậy thật ra thì rất ít phải nói là chắc chỉ được một hai người nhưng mà có cái là mình đã nói là thời điểm đấy mình đã nói là những người đấy là những người quý nhân chứ không phải là giúp đỡ thông thường nữa còn đa phần là tránh đa phần là tránh xa à. bởi vì mọi người thừa biết rồi mà đến thời điểm nào thì các nhà tài trợ bắt đầu nhòm ngó lên tuấn con một chút à, đến thời điểm là sau khi sau khi mình ra đây một năm ừ sau khi mình ra đây một năm thì mình vẫn cống hiến và mình ừ. vẫn trên con đường của mình đang lựa chọn thôi à, và như thế thì à, lựa à, họ lựa chọn mình họ à, khi họ lựa chọn mình thì thật ra lúc đầu mình chả cần gì ừ. chỉ cần họ lựa chọn thôi còn bởi vì thời điểm đấy mình chỉ cần họ lựa chọn thôi Để lựa chọn để mình có hình ảnh ừ. Và khi có hình ảnh thì bắt đầu mình sẽ quay lại như vậy là chúng ta có hiểu là cơ thủ Tuấn Con là một trọng cơ thủ có một cái cuộc đời trai thẻ rất là chắc trở rất nhiều những cái câu chuyện có thể nói là bài học vậy chúng ta sẽ nói một chút nữa thôi đó là qua tất cả những cái năm tháng khó khăn vất vả như vậy rồi bây giờ đang trên một cái con đường mới một cái trang sử có thể là mới hơn thì cái bài học lớn nhất mà tuấn con rút ra được qua những năm tháng đấy là gì để cho các bạn trẻ bây giờ có thể hiểu hơn một chút chứ chẳng may có gặp phải thì cái đúc kết của tuấn con một một số câu ngắn thôi thật ra nếu mà để mà nói đúc kết thì mình cũng vẫn muốn là con người ta trải qua đã à phải nên gặp phải lên gặp, gặp phải trải, trải nghiệm đúng không đúng rồi thì người ta mới vững vàng trong cái cuộc sống này được ừ. giống như cuộc sống là con thuyền bơi ngược dòng nước đấy đúng rồi. người ta không trải qua những không lếm trải những cái thì Ừ, nếu rồi một ngày nào đó người ta vấp phải thì, vấp phải nhưng vấp muộn đấy thì người ta sẽ không có cơ hội để sửa sai và thà đó. hãy gặp với lúc mình còn trẻ đi đúng rồi không thà chưa có gì để mất cả khi đúng chưa đúng. có gì để mất cả đúng rồi. còn uh, nói chung là đối với mình ý thì uh, mình sau những cái năm tháng mà mình uh, uh, mình uh, bươn trải mình trải qua những giai đoạn đấy thì mình mới rút ra một cơ một vấn đề ấy ừ cái quan trọng nhất là gia đình mình đúng rồi quan trọng nhất của một người đàn ông là gia đình còn uh, mọi thứ ngoài kia dù ông có thành danh đến mấy ừ. dù ông có tiền bạc nhiều đến mấy nhưng mà nếu ông mất gia đình là mất hết thì là gần như là những thứ đấy thì ông làm để làm gì nữa chỉ là hư không thôi đúng không đúng rồi Nên mình nói chung là uh, mình cũng nhận thấy điều đấy và mình vẫn trêu uh, người vợ của mình ừ. là thành công lớn nhất của bố là không phải vì kiếm tiền ngoài xã hội hay về không phải vì huy chương vàng này lọ mà thành công lớn nhất của cuộc đời bố là lừa được mẹ. Quá tuyệt vời. <laughs> đấy là mình nói thật, đấy là câu mình vẫn trêu vợ mình thế, à, thành công lớn nhất của cuộc đời mình là lừa được mẹ, lừa được vợ mình lấy mình. <laughs> Vậy thì cái giai đoạn những cái năm đầu tiên đi quốc tế thì tôi có nhớ là mình kinh phí mình làm thế nào mình đi được không? À, những năm thi đấu quốc tế mà khi mà mình chưa bị ảnh hưởng về cái chuyện ngoài lề dạ. Thì mình đi bốc họ à, Bốc mình họ đi, luôn Mình đi bốc họ, mình đi vay tiền Tự mình Tự mình Tự đứng ra Tự đứng ra Nhưng mà đi cái tiền giải mang về có đủ để trả không? À, có những lúc đủ, có những lúc không đủ Không đủ thì làm nào vậy? Không đủ thì bây giờ chờ đồng lương hoặc là được kiếm thêm <laughs> Để là... mà dạy học sinh các thứ, để mà ừ. trang trải Mình đi dạy học sinh từ năm rất sớm Mình đi dạy học sinh từ năm 2009 cơ này tám này chín cơ, thế cho nên là, uh, là 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 cái đấy thì mình không ngại, ừ. bởi vì uh, ai nói là mình liều cũng được, ai nói là mình uh, ẩu cũng được, nhưng mà mình biết là thành công nào cũng sẽ phải trả giá, cũng sẽ phải giống như mình mua một cây cây gậy đấy, uh, hãng có thể là tặng mình một trăm phần trăm, nhưng mình vẫn muốn bỏ một chút tiền vào đó để làm sao để mình thổi hồn được, mình không muốn nhận không những cái gì mình nói thật sự với mọi người là mình có quan điểm là mình sẽ không nhận không bất cứ một cái gì vì mình muốn là có qua có lại và mình muốn là cái gì nó là đã, đã nó thuộc về mình thì mình phải mất tiền một chút đúng rồi. mất một chút vào đấy vì mình mới có thể bỏ tâm bỏ súng rồi mình mình mới thổi được cái hồn đúng của mình rồi, chứ, không... chứ còn không nó cũng giống như kiểu vô chi vô giác ấy tự đấy. nhiên nó cứ đến thì không có đúng một rồi, cái trong đó là trách nhiệm gì về cái cây gậy đấy cả đúng rồi, đúng rồi đúng rồi cho nên là mình mình luôn hướng đến cái điều đó Vậy thì trong quá trình của Tuấn Con thi đấu cả quốc tế của trong nước thì có một cái câu chuyện liên quan đến SEA Games thì Tuấn Con là người nắm nhiều chức vô địch quốc gia nhất nhưng mà riêng về vàng SEA Games thì chưa. Đúng rồi. Vậy thì Tuấn Con có suy nghĩ sao về việc này và có đặt cho mình một cái suy nghĩ là sẽ có một lần vàng được không? Thật ra thì đối với BIA nói riêng thì đối với bọn mình thì khai vận động viện thì rất muốn được một cái lần vô địch SEA Games. Bởi vì hiện tại là Việt Nam mình luôn luôn bị một cái cường quốc mạnh À, như kiểu Philippines Đấy Trận à, Trận bán kết Trận chung kết nên Cho nên là à, Những người đi sau như mình à, à, Huy chương Vàng Thì có một chú Nguyễn Phúc Long Và anh Quân Và anh Đỗ Hoàng Quân Và Lương Trí Dũng đã có rồi Những thế hệ trẻ của mình Đi sau thì luôn luôn muốn Muốn có được lại cái điều đấy Bởi vì cái thời điểm này à, Cũng giống như nói mọi người Là cái thời điểm truyền thông Truyền thông nó rất là mạnh nên Cho nên là Có một cái chức vô địch Ở ngoài tầm Việt Nam ấy thì nó là một cái gì đấy rất là để lại rất là giống như kiểu để lại những cái giá trị là, di sản đấy đúng kiểu à. hiểu như vậy mình đúng rất muốn điều đó vận động viên mà ai cũng muốn cho mình mà cho dù đối với cái mặt bằng chung kỹ thuật thì nó chưa không so sánh được với những giải đấu cơ tế nhưng mà cũng muốn một lần trong đời mình làm được cái điều đúng đấy rồi. kiểu là một cái màu cờ quốc gia hoặc là đấy đứng lên vị trí số một và hát quốc ca đấy đấy đời cảm... vận động viên cũng chỉ muốn điều đó cảm xúc lúc đấy nó rất là khó tả à. đúng rồi ạ <cười> <cười> mình quay trở lại những cái câu chuyện liên quan đến Games và những cái vận động viên ngày xưa tuấn con có biết thì có một cái nhân vật nào mà tuấn con hồi đó gặp mà cảm giác là thấy bây giờ người ta bỏ bia rồi nhưng đó là một gương mặt rất tiềm năng mà người ta lại không theo đến bây giờ không có đối với việt ở việt nam hay việt là nam, nước việt ngoài việt nam, à. việt nam thì ai thời uh... đó cảm giác là rất là hay mà tự nhiên là vì lý do nào ta bỏ không mình thấy không mình mình trải qua những quá trình rồi thì mình thấy đa phần mọi người sẽ già đi thôi chứ và mọi người già đi và không mua không chơi nữa nhưng vẫn chơi đam mê vẫn đam mê và chỉ có điều không đi thi đấu nữa thôi chứ còn mình chưa thấy ai ai là bỏ hẳn hay là gì tất nhiên là cũng có người nhưng mà cũng đến tuổi rồi tầm đấy thì cũng đến tuổi Hoặc là rồi là không có năng lực để có thể đúng rồi cũng đấy. có thể là như vậy Nghĩ là như đấy và chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề rất là là, là được nhiều các bạn quan tâm đó là cái tay của Tuấn con ừ. mệnh danh là đôi tay trái hay nhất Việt Nam <laughs> và cũng thể là đôi tay trái hay nhất trên rất là nhiều khu vực khác thì cái đôi tay này và kỹ thuật này là có từ bao giờ à, phải nói đến cái động tác của mình thật ra thì uh, nó có từ năm 2003 cuối đầu uh, cuối năm tháng 11 năm 2003. Tôi là 14 tuổi à? Đúng rồi. Lúc đấy may mắn là mình được à, huấn luyện viên trưởng, người là bác Đoàn Đính à, cho đi à, cọ sát ở Philippines, à ở Indonesia, ở Bali. À, mình vẫn còn cái ảnh đó. Thì thời điểm đấy mình đang học à, đang thầy Nguyễn Phúc Long dạy mình. Nhưng mà sang đến bên đến Indo ấy thì mình à, thấy một nhân vật mà nhân vật đấy cũng là chính là chú Long giới thiệu Chú năm có giới thiệu với mình là Nhân vật đấy là nhân vật hay Gần như top 1 Của Indonesia ừ. à, Người đấy tên là Soweto Soweto Đấy Soweto Thật ra nếu bây giờ thì ông cũng già rồi Năm đấy là anh ấy bao nhiêu tuổi Mình không chắc là bảy mấy Sinh năm bảy mấy thôi Nhưng mà vấn đề là Chắc cũng ngang ở chủ thầy mình thôi Đó. Nhưng có gái là Mình đang muốn nói là Thời điểm đấy là ừ. Thời điểm mình mới 14 tuổi Mình được đi nước ngoài Thế là mình nhìn thấy cái mới ừ. Và cái mới nó đập vào mắt mình Mình thích luôn Ừ mình thích người đấy luôn lúc đấy mà mình được đi gọi đi thi đấu mình còn còn không không đi ừ. tức là mình đứng dậy tức là mình biết người ta gọi tên nhưng mà mình còn không nghe thấy người ta gọi tên mình tức là mê quá mê quá, mê quá. tức là mình xem tận Rồi. đó đấy là người ta đánh độ với đánh một game ừ. đánh game giao hữu với cả gang uh, uh, Đông hoa người hàn quốc ừ. đánh hay quá gang hoa nó lúc đấy đang đang số 1 hàn quốc mà sang gặp người đấy người ta đánh cho tỷ số 93 ba Ừ. lúc ấy mình xem người ta mình cuốn quá mà người ta đi đến bản nào mình đi đến bàn đấy để mình xem người ta tập tức là cái tay sau của Tuấn Con chính là học từ cái cái đúng rồi cái, cái anh ấy. cái tay sau của mình chính ra là nhìn người đấy để về mình tập ừ. nhưng sau này mình khi đến về đến Việt Nam rồi lúc ấy mình đau đáu lắm mình suy nghĩ lắm mình bảo không bao giờ biết được rằng tập để ra tại sao lại ra tay đẹp như thế ừ. tập như thế nào để ra tay đẹp như thế ừ. mà không nghĩ được thì là lúc ấy mình mới đau đầu mình nghĩ ngồi nghĩ nhiều chán chê lắm ừ. xong rồi bắt đầu mình cứ ra giống như người đấy thì mình ra giống như người đấy thì uh, mọi người trên đội thì bảo mình là xong mày ra đánh bia gì đánh mạnh thế tại <laughs> vì lúc đầu thì mình không biết mình cứ ra hết như thế <laughs> ra hết như thế là cuối cùng là sau một thời gian mình cứ cứ tập và mình cứ nghĩ ừ. xong cuối cùng là mình vỡ mình vỡ ra nhiều thứ vậy thì cái thời điểm lúc mà tuấn con bắt đầu chơi theo cái phong cách đấy thì có ai ngăn cản không hoặc là bảo ông này là bị như kiểu là giả hơn thật ra nhiều lắm ta... nhiều lắm không phải không ai ngăn cản mà là người ta chỉ bảo mình là ai đánh bia kiểu đấy ông đang làm cái gì ông đấy đang đấy. làm gì đúng rồi ai ch chơi bia cái kiểu đấy. đấy ai người ta đánh bia kiểu đấy đánh cứ dầm dầm dầm, dầm. Ừ. đánh mạnh ai đánh kiểu đấy ừ, phải sửa lại đi rất nhiều người tỉnh thoảng người đó nhưng mà đến lúc mà thời điểm người ta cũng chả buồn nói nữa là bởi vì mình vẫn cố chấp như vậy mình vẫn cố chấp bởi vì mình tì... lúc ấy trong đầu của mình chỉ luôn luôn nhớ đến cái hình tượng người đấy ra ngọn như thế nào thì mình chỉ học như thế à, cuối cùng là mình thành công ở cái chỗ làm qua 5 tháng mình cứ cố chấp như vậy đến lúc mà tay nó mềm ra lúc nào bắt đầu mình có suy nghĩ mình mềm ra bắt đầu có suy nghĩ rồi thì tay nó mềm ra lúc nào mình không biết thì bắt đầu mình lúc ấy mình chỉ căn lực thôi khoảng được bao nhiêu năm thì Tuấn Quang bắt đầu thạo cái kỹ thuật này nếu mà để mà nói thạo thì phải mất uh, năm rưỡi đấy năm rưỡi, năm rưỡi đến hai năm đấy lúc đó là kỹ thuật tuấn con là kỹ thuật trước đó cũng là rất là ổn rồi đúng không cơ bản căn bản không, tốt rồi cũng, đúng không cũng chưa phải là tốt à. cũng chưa phải là tốt nhưng chỉ đó biết thôi thì thời điểm đấy cũng phải mất năm rưỡi đến hai năm mãi đến cho năm đến hai năm hai tức là sau ba bốn năm tức là gần như hai năm sau hai năm bây giờ là tuấn con đánh giá cái cú đấy của mình so với cái phiên bản gốc là của ông ở bên Bali kia thì là như thế nào với nhau? Chắc là nhuyễn hơn đấy. Nhuyễn hơn. Bởi <laughs> mình trẻ hơn. Thì bây giờ ông ấy còn chơi bia không? Vẫn còn chơi. Đó, vẫn đam mê. Có còn theo dõi cái ông đấy nữa không? truyền à, thông của Indonesia, Indonesia ít, ừ. không phải là quá mạnh. Với cả nói thật với mọi người, ấy, có những người mà người ta chơi từ thế hệ trước, người ta cũng không khoái truyền thông 4.0 thôi. Người ta chơi vì đam mê thôi. Còn chẳng qua là bây giờ lớp trẻ mình muốn chạy theo Mình muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn Thì mình phải chạy theo thời đại bây giờ thôi Mà chúng ta cũng thấy một cái minh chứng rõ ràng là Các cơ thủ Indo thì không thấy góp mặt mấy ở đúng những giải thuộc WNT nhưng mà người ta đánh tại... rất tốt đấy, Chứ tốt. không phải là người ta không tốt Mà Tuấn Con là gương mặt xuất hiện khắp nơi Vậy thì ừ. đương nhiên là <laughs> trình độ là mình hơn rồi <laughs> à, Vậy thì Tuấn Con đánh giá là Bây giờ người ta có nhiều cái luồng suy luận khác nhau Tức là nhiều người là thích cái đấy Nhiều người lại phản biện cái đấy và, và trong những cái trận đánh bây giờ hoặc là cái lối chơi bây giờ Tuấn Con thì mình có quan sát là Tuấn Con cũng đã tiết chế hơn cái việc đấy trong những trận thi đấu mang tính chất quan trọng hoặc là quốc tế bằng việc ngắn dài bằng việc linh hoạt chứ không phải là cái phiên bản ngày xưa thời trẻ của Tuấn Con nữa thì Tuấn Con thấy cái điều đấy có hiệu quả không? Thật ra mọi người không nhìn ra đấy thôi có bao giờ mình đánh trong giải mình đánh giải ngọn đâu ừ. chẳng qua những cái đấy là những cái tập luyện thôi tập luyện à, nhiều khi uh, hay thường gọi là một hình thức truyền thống đúng rồi ví dụ như nhắc đến Tuấn Con là người ta ừ. cũng Ừ, đánh bia kiểu gì cứ ra ngọn dài như thế ừ. đó cũng là một hình thức truyền thông của mình đấy chứ ừ. chứ đâu phải đơn giản là chỉ có ý đồ vì nào, đúng không? có ý đồ đúng không nào ừ. nhắc đến ví dụ bây giờ học sinh tuấn con là chưa tập đến đâu là đó. nhưng mà cứ ra đi ra ngoài bia là ra gậy là hết gọn và dài quăng à, đấy thì bây giờ ai cũng nhắc đến điều đấy đấy là cũng là một hình thức truyền thông ừ. cho đến lúc mà ai tập tành nghiêm túc tập qua giai đoạn đó thì người ta sẽ hiểu là thế nào là dài ngọn thế nào là ngắn gọn chứ đâu phải bây giờ có những người giống như mình đang nói là có những người tô xích ừ tôi bảo là ôi rồi đánh cái gì suốt ngày ra ngọn dài như thế ừ. nhưng người ta đâu hiểu là là khi trong trận đấu hoặc tôi cần bi đấy lúc tôi cần nó lại khác đúng rồi thế cho nên là uh, mình không chê trách gì mình cũng không có bình phẩm gì những cái ừ. lời tô xích đấy bởi vì uh, uh, giống như mình nói có những cái video trước mình cũng đã nói rồi những cái vấn đề đấy nó không phải là vấn đề mà mình mình năn tăn bởi vì cái cuộc đời của mình nó trải qua quá nhiều chuyện tô xích hơn thế rồi ừ. nên những cái đấy nó không thể nào đánh gục được mình ừ. nó giống như kiểu hạt cát trên sa mạc ấy. mới bỏ bể thôi đúng không? Bỏ bể, đúng không mới bỏ bể đúng không quay trở lại với câu chuyện tiktok một chút thì bây giờ nhiều người đang nói là bia là, đây là bia tiktok ông này bây giờ suốt ngày chỉ làm tiktok không biết thi đấu có được không thì tuấn con suy nghĩ gì về những cái bình phẩm này cái à, quan, điểm quan điểm của người ta là sau khi người ta giỏi rồi ừ. người ta mới đi làm những cái thứ mà gọi là đam mê <laughs> giống như ở quay tiểu phẩm quay tiktok các thứ đúng không nào à. thì à, mình không không có gì bình phẩm với những người tốt xích như thế rồi. bởi vì có thể là người ta sẽ không uh, chưa biết mình ừ. người ta mới chỉ xem như thế thôi ừ. và thời đại này người ta tiếp cận những cái mới chứ người ta không tiếp cận những cái quá khứ đúng thế cho nên có những người thời điểm quá khứ thì người ta không biết mình là ai đúng rồi thế cho nên là không biết mình là ai trong nghề thì cho nên là cái chuyện người ta nói đấy là chuyện quá bình thường đúng và những cái đấy giống như kiểu mình cũng, cũng nói là nó nó là muối bỏ bể hàng ngày mình sẽ nhưng mà mình rất thích ở cái đoạn như thế này này ừ. là sau khi người ta xô xích mình xong ừ. người ta tìm hiểu về mình và sau này mình đánh mình vẫn thiện, tham gia thi đấu mà ừ. sau này mình đánh thi đấu tốt hơn nữa thì chính những người đấy là những cái người mà mình phải cảm ơn à bởi vì vớ vẩn họ lại là thành fan của mình chứ không thành là anti ừ, fan thế. nữa thế nên mình thích cái đấy <cười> 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 mình rất là thích cái đấy <laughs> bởi ờ. vì mình, mình thích là người ta ở cái chỗ là người ta chưa hiểu gì về mình mà người ta nói như thế rồi. rồi sau này khi người ta hiểu về mình rồi thì bắt đầu người ta nói lại mình, mình rất thích là đấy. mình làm một cái quá trình như tuấn con làm người đi làm gọi là marketing ấy biến họ trở thành khách hàng đúng thành. rồi mình trong cái quá trình đấy mình vẫn đúng hay không? like ở tiktok mình like tiktok ừ. mình vẫn thường trêu mọi người là các bạn yên tâm đi tôi sẽ biến anti, anti fan thành fan của tôi ừ. <laughs> mình thấy có một số lượng dư luận đang nói như thế này này về những cái clip mà Tuấn Con biểu diễn trên TikTok này rất là hay, rất điệu nghệ, rất là đẹp nhưng mà nó đang có một cái chút ảnh hưởng người ta đang suy nghĩ như vậy là tiêu cực đến một số bạn trẻ tức là gì thấy hay quá thấy đẹp quá là cứ bắt trước bằng được đánh phải được như thế mà vào trận là phải đánh bằng được giống tuấn con thì người ta sợ là bây giờ những ông này chưa ai dạy kỹ thuật còn đang non sơ mà cứ bắt trước theo một cái người người ta đã đánh bia mấy chục năm rồi thì có thể sẽ hỏng luôn và không sửa được nữa thì tuấn con nghĩ như nào về những cái bạn mà đang 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 kiểu gọi là cuồng mình thái quá như thế ừ thật ra thì cái đấy thì là những cái mà người ta gọi là đam mê thôi, ừ. nó gọi là đẹp mắt thôi, người ta ừ. nhìn thế. Bây giờ, uh, bây giờ mình không có tiền, ừ. mình thấy người ta mặc đồ hiệu đẹp quá thì mình cũng ừ. phải đi mua hẳn cái đồ hiệu để mình mặc à? Không đúng, không thể nói thế được. Ừ. Bây giờ, bây giờ thấy người ta làm được, mình nếu mình có khả năng làm được thì mình làm. Ừ. Còn nếu để mà áp dụng vào trong lúc chơi ừ. thì nó lại là một trạng thái suy nghĩ khác, ừ. không thể nào nói đánh giá cái đấy được. Ừ. Bởi vì các bạn cũng phải thừa, các bạn lớn rồi, các bạn qua 18 tuổi rồi, ừ. lớp trẻ thì khác dần dần người ta sẽ học được cái hay chứ còn bây giờ bây giờ bảo qua 18 tuổi các bạn phải chịu trách nhiệm dưới pháp luật thôi ừ. không thể nào các bạn nói là các bạn uh, vì đúng không? tôi mà các bạn hỏng được đúng không rồi. có vậy và cái ý. đấy là cái cái đấy là đâu phải ai cũng có trình độ để mà làm được đâu đúng đấy mình cũng nói luôn là như vậy ừ. đâu phải ai dám làm đâu ừ. nhưng nếu mà các bạn ấy mà làm được trong trận đấu mà các bạn ấy làm được thì hãy làm thì hãy lại thì các bạn ấy khác rồi ừ. thì lúc ấy là trình độ của các bạn hát khác rồi đây thì có một lời khuyên từ chính cá nhân của tuấn con dành cho các cái fan của mình à, tất cả những người đam mê bia những người fan của mình ấy, ừ. fan thì mình không nói không ừ. biết là có đam mê có, không... có chơi bia hay không nhưng mà uh, chúng ta làm gì cũng sẽ phải có cơ bản ừ. cái cơ bản là cái mà cốt nõi đấy là mình muốn nhắn gửi đến những người đam mê bia ừ. nhưng các bạn trẻ là các bạn có muốn làm được cái việc đó thì các ừ. bạn phải có cơ bản ừ. cơ bản trong bia chứ không phải là 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 các bạn đánh còn có những người người ta chơi đam mê theo cái kiểu là người ta biểu diễn thì sao? Chào phúng thôi đúng không? đúng rồi. Thế nếu mà bây giờ nói thế thì Velom là một người trích xốp bia ừ, đúng. Trích xốp trên 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 Hiểu. thế giới ấy, đúng không? Ừ. Thế như thế thì cái tầm ảnh hưởng của ta lớn lắm. Ừ. Thế thì cả Việt Nam giống như cả à. một đất nước khác, ừ. các đất nước khác hỏng hết à? Ừ. đúng không nào đấy. Anh cũng cụ thể hóa một chút thì Việt Nam thì kiểu người Việt với người Việt thì hay ừ. kiểu nó có cái 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 mạch nó dễ gần nhau ví dụ tôi nhìn ông người Việt tôi thích hơn tôi thích bắt ừ. chiếc <laughs> hơn đấy và cụ thể hóa hơn để những cái đấy thành hiện thực cái tốt nhất hãy đến một khóa học của tê con đúng rồi đúng rồi đúng rồi, đúng cơ rồi. Bản từ đầu mình đấy là... phải hiểu đã hiện tại thì tuấn con đã có nhà tài trợ riêng cho mình nó cũng là giúp ích một cái khoảng khá lớn về mặt tài chính cũng như là về cái tâm lý để tuấn con thi đấu thì hiện tại tuấn con nghĩ mình đã có thể toàn tâm toàn ý để thi, thi đấu và cống hiến toàn bộ cho bia à, hiện tại thì mình đang cố gắng dành rất nhiều thời gian để tập luyện để xứng đáng với cái đơn vị tài trợ bởi vì mình không nói là mình dồn được 100%. Ừ. Bởi vì như mọi người đã biết, mình là có hai cháu nhỏ. Ừ. Một cháu 3 tuổi rưỡi, một cháu 1 tuổi rưỡi. Đấy, cả gia đình của mình vẫn còn đang gọi là những đứa bé nó vẫn còn đang non lớt. Ừ. Thế cho nên là mình là một người bố không thể nào mà suốt ngày đi như thế để ừ. mà uh, con mình ảnh hưởng được. Thế cho nên là để mà nói mình toàn tâm toàn ý thì không có. Ừ. Khi có gia đình rồi thì đừng Nó phải có khác. ai nói là Nó toàn tâm toàn ý được Nó phải khác Mình cũng không thể nói với nhà tài trợ là uh, Anh được tài trợ này anh sẽ dồn toàn toàn, toàn tâm toàn ý ừ. Anh sẽ cố gắng hết sức có thể thôi Trong khả năng của Đúng con. rồi, còn đừng có nói cái chuyện là toàn tâm toàn ý ừ. Nói toàn tâm toàn, toàn ý là những lời nói láo, nói suông ừ. ừ. Là không thể nào mới được Bởi vì mình là người có gia đình rồi ừ. Có hai đứa con rất là nhỏ và lon nớt ừ không thể nào mà mình mặc kệ bọn nó hoặc ừ. là chơi với bọn nó chỉ được vài ba chục phút một ngày được. Ừ. Không có. Đối với mình, mình đã nói rồi mà. Rồi. Đối với mình gia đình là trên hết. Vậy thì trong cái cuộc sống bây giờ thì cái nguồn thu nhập của Tuấn Con đã đủ để cho gia đình nó tạm ổn chưa? À, đối với một uh, cuộc sống bình thường thì hiện tại mình uh, nghĩ là ok nhưng mà đương nhiên thì ai cũng thế thôi. Ừ. mình sẽ phải vẫn phấn đấu có những khoản tích lũy, có ừ. những uh, trang trải những cái thứ mà hệ lụy trước đó thì mình phải vẫn phải đang giải quyết chứ. Thế cho nên là mình vẫn phải trang trải, vẫn phải làm rất nhiều thứ. nhưng mà hãy làm sao cố gắng để mình luôn luôn cố gắng để làm sao cho gia đình mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. vậy thì năm nay chúng ta cũng thấy một cái tin rất là mừng là Tuấn Con đã ký mới bản hợp đồng với cả Messroom trong việc tham gia tất cả các giải đấu trực thuộc là WNT. vậy thì Mục tiêu ngắn hạn trong năm nay của Tuấn Con đối với những giải đấu mình sẽ tham dự thì kỳ vọng lớn nhất vào giải đấu nào không? Um, nếu đá là vận động viên thì vô địch bất kỳ một giải nào cũng đều là 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 rất là ok à rất là mừng, ừ. rất là mong muốn. Ừ. Nhưng mà đương nhiên đối với một môn cá nhân thì ai cũng muốn vô địch thế giới. Vô địch thế giới? Đúng rồi, ai cũng muốn điều đó. Nhưng mà mình biết rằng là trình độ của mình hiện tại vẫn là chỉ có hạn thôi. Có hạn. Để mà vô địch thế giới thì rất là khó, hoặc để mà vô địch một cái giải nào đó cũng khó. Nhưng mà để vào sâu thì có thể có khả năng. Ừ. Đó và mình uh, hy vọng rằng là năm nay mình sẽ đánh được top um, nếu mà mạnh tài. mẽ hơn nữa thì top 30 thế giới không mình nghĩ thế thì khiêm tốn quá cái việc đấy thì hoàn toàn tầm tay mình, mình nghĩ là tầm tay của mình nghĩ là năm nay mình sẽ cố gắng đánh được top 30 thế giới phải phải thật sự cố gắng vậy thì... còn đâu top một giải top 4, top 8 thì không thể nói trước được điều ừ. đấy rất là khó nói đến câu chuyện mà tuấn con vẫn đang cảm giác là mình chưa tự tin với cái việc với những vận động viên quốc tế thì cái yếu điểm nào tuấn con đang nhìn thấy rất rõ rệt của vận động viên việt nam so với quốc tế là gì ra à, có cái, cái, cái đấy nó là trạng thái ừ. trạng thái con người ừ. tức là giống như kiểu là mình lâu lâu mình đều đi nước ngoài một lần ừ. kiểu như vậy rồi uh, cuộc sống giống như kiểu nhiều khi anh em đi sang bên đấy nấu cơm ăn mì gói ừ. đấy đây cũng là một cái mà 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 không quen không quen Để làm cho mình mất tự tin đi ừ. còn uh, mình ừ. cũng đang dần thay đổi bởi vì cái đấy để mình trạng thái nó mới là cái quan trọng giống ừ. như kiểu mình sang Việt Nam đây anh em sang uh, Tây sang Việt Nam đúng không ừ. thì trạng thái người ta rất tốt người ta không như mình sang bên kia bắt nhịp nhanh à? đúng rồi người ta bắt nhịp rất nhanh rồi còn mình sang kia thì trạng thái của mình uh, chưa quen vẫn vẫn chưa mặc dù có thể đi nhiều như thế vẫn cũng chưa chưa bứt ra được đấy là mình nói thật hiện tại thì mình cũng vẫn nói luôn là có chắc là chắn là có hiện tại về trạng thái tốt trong giới BIA thì hiện tại đang có Dương Quốc Hoàng vẫn là một cái trạng thái tốt trong thi đấu ừ. và nói chung là bọn mình cần phải học hỏi. Về mặt chuyên môn thì sao? Chuyên môn thì nó cũng kèm theo vào vào cái phần trạng thái chuyên thợ môn thì bọn mình đều phải tự để mà tập luyện những cái kỹ thuật, ừ. những cái những cái chuyên môn của mình nó tốt hơn ừ. để mà sau này mình mới ra được đấu trường thế giới. Còn ừ. trạng thái này mình đang nói là nó bao gồm hết ừ. cả chuyên môn và cả kỹ lăng trên cái trên những cái giải đấu đấy. Vậy thì Tuấn Con nghĩ sao khi mà các vận động viên của Philippines họ cũng là một cái đất nước về mặt kinh tế nói chung là cũng không hơn mình ừ. và có lúc còn khổ hơn khổ hơn mà họ lại có những cái nhân tố có thể mười mấy tuổi mà có điều kiện cho một chút ý, ra thế giới đánh là có kỳ tích ngay hoặc là để lại một dấu ấn rõ rệt ngay đúng rồi đấy thì cái câu chuyện đấy nó lại hơi khác với câu chuyện là là Tuấn Con vừa chia sẻ thì Tuấn Con suy nghĩ nào về những cầu thủ Philippines à, tại Philippines, sao họ lại làm được điều đấy? Philippines nó dùng cũng giống như mọi người chắc là chưa biết câu này đối với người dân philippines ở khu ổ chuột ấy ừ. thì người ta gọi là đánh bia để đổi đời ừ chứ không phải là 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 ừ. là đấy và bên bên brazil người ta cũng gọi là khu ổ chuột ổ chuột đá, đá bóng để đổi, để đổi đời, đời đúng rồi. thì philippines là như vậy tại sao mọi người chứng kiến ở trên mạng ấy có những cái bàn bia mà đông kín người xem mặc dù mình nói thật là sang câu lạc bộ philippines thì không giàu bằng việt nam chắc chắn mọi thứ không không tốt tốt đẹp như ở Việt Nam tôi rất nhiều nhưng mà người ta sẵn sàng đam mê đam mê của người ta gần như là đam mê của người ta gần như là giống như mọi người ấy nói đánh Bia để đổi đời cái châm ngôn của người ta là đánh Bia để đổi đời tức là khi từ khi để ra lọt đồng ra hoặc là từ khi mà biết chơi Bia hoặc biết chứng kiến Bia bố mẹ người, người ta đã xác định là chấp nhận tức là người ta đi ra ngoài bước chân là nhìn thấy một bàn bia ừ. đi ra mặc dù có thể câu lạc bộ không to không đẹp như mình nhưng mà vấn đề là khi mà người ta được chứng kiến những trận đấy là người ta mọi người thấy không kín mít một bàn kín mít và người ta uh, xác định là có đi ra đánh bia tập cố tập bia để đổi đời đã nhìn người trên nhìn người trên nhìn người chơi được đi ra ngoài thế giới thi đấu à, người ta mới cái độ ham muốn cái độ mà người ta gọi là khích lệ nó rất cao. Nó không giống ừ. như nó không giống như mình. mình nói luôn là như vậy, mình có thể là bố mẹ cấm, cũng có thể là thích ra chơi bia thì ra chơi, thích mua một cái gậy đắt tiền thì mua. Đó, ở Việt Nam mình lại thế, thích đánh bàn đẹp có bàn đẹp. Nhưng ở bên kia họ không được lựa chọn. Việt Nam mình là được lựa chọn. Còn Philippines họ không có lựa chọn với mục tiêu sống của họ Nó không có lựa chọn Tức là ra ngoài đường là họ không có lựa chọn Ra ngoài đường là đánh bàn bánh gậy này Và phải đánh gậy này ừ. Đánh bàn này là phải đánh đoạn này Không có lựa chọn ừ. Nên Họ rất là khổ Nhưng mà mình cũng nghĩ là từ cái khổ đấy Thì cũng sẽ là vươn lên ừ, Vậy thì liên quan đến cái câu chuyện Của các cầu thủ Philippines Cũng như các cầu thủ thế giới Thì bây giờ là có một cái việc là những cái clip trên mạng được chia sẻ từ các cơ thủ ấy từ những quốc gia khác nhau nó tràn ngập lên thì tuấn con thấy cái việc là bây giờ một số bạn đã nghĩ rằng là chỉ cần đi học những cái thế này là đủ vì thực ra là trên mạng cũng giống như ở ngoài dạy mà đôi lúc là các vận động viên bây giờ vẫn phải lên mạng tự tìm những tài liệu đó để đi học thì nếu như các bạn không cần phải ra thầy mà chỉ cần học những cái có đủ không? À, thật ra thì không đủ đối với một người thiên tài thì có thể là đủ à, còn đối với một người mà gọi là có năng khiếu thôi thì không đủ được bởi vì nếu cần phải đủ thì người ta sẽ mất thời gian nhiều thôi. Ừ. Nó giống như kinh nghiệm và trải nghiệm thôi. Còn nếu bây giờ một người mà người ta có tài năng thiên bẩm, người ta có năng khiếu thì người ta đi tập thì người ta sẽ nhanh hơn. Và người ta rút ngắn cái khoảng thời gian thành công lại ấy hơn. Và cái đấy là thiểu số thôi. Ừ, đúng rồi, cái đấy là thiểu số tất nhiên. Mọi người hãy thường mọi người hãy biết rằng là như thế này. Trong vòng 25 25 qua đội tuyển Việt Nam mới giỏi nắm. Ừm có thêm được khoảng tầm 12 đến 15 người vô địch quốc gia Tức là mọi người ấy nhìn chung là mỗi năm được một người vô địch quốc gia Đúng rồi. Thậm chí còn không được Đây là bài toán xác suất nói luôn Có ừ. thể nói là ai vô địch quốc gia mình cũng có thể kể ra người đấy Và trong vòng 20 năm qua ừ. Đấy mình nói cho mọi người biết là như thế 20 năm qua Là không thể có hơn 20 người vô địch quốc gia được Hoặc là những gương mặt rất là quen Đúng rồi đấy Thế cho nên mọi người hình, hình dung đi nó để mà để mà làm một nhân tài ra đời là một thiên bẩm ra đời nó rất là khó không phải là không đơn thể giá. đi đường tắt được đúng không? không thể đi đường tắt được đường tắt xong rồi thì cũng chộp giật thôi nhưng mà để mà người ta đường tắt xong mà người ta lên thành công thì nó là một cái gì đấy quá là ghê gớm vậy thì uh, tuấn con đánh giá như thế nào về cái thực trạng của về bia việt nam bây giờ sự phát triển bây giờ có được coi là, là những cái năm tháng đang bùng nổ không uh, đúng rồi mình cũng muốn nói đến cái điều này là bởi vì những năm gần đây việt nam rất là phát triển trong bia và cũng sản sinh ra nhiều lăng khiếu nhưng mà mình vẫn đang sợ một điều rằng tiếp xúc cái đơn giản quá cái mới quá dễ quá nó sẽ làm cho con người ta thụt lùi đi độ hiểu biết thì có cao lên cao nhưng mà sợ làm cho trình độ thụt lùi đi cái tôi luyện cái cái vấn đề tôi luyện cái vấn đề mà uh, chịu khó tập luyện nó ít đi nó làm cho con người ta cái sức bật mình đang thấy cái sức bật nó kém đi nó không như thế hệ của mình trước đây thế hệ các bậc uh, anh thế hệ rồi đến thế hệ mình nó um, nó đang bị uh, mai một đi mình đang nghĩ là như vậy. mình hiểu như thế này có đúng không? tức là bây giờ cái việc các bạn trẻ tiếp cận ở bia nó dễ quá và không có quá nhiều cái sự khó khăn áp lực từ cuộc sống uh, trong cái công việc các bạn phải chơi bia dẫn đến cái cái mục tiêu của các bạn nó nó ngắn thôi, đúng nó rồi, dễ thôi, không đúng như rồi. cái thời của Tuấn Con cũng như các anh. Thời của mình đây. là để mà lên vận động viên quốc gia để mà được ăn lương nó khó lắm, ừ. nó khó vô cùng, phải có thành tích như thế nào thì mới được chứ bây giờ mình thấy là uh, đầu tư ừ. được đầu tư rất là nhiều và nói chung là được đi thi đấu quốc gia cũng có thế cho nên là mình thấy bây giờ và uh, cái cái mình đang chăn trở nhất ừ. là cái chấp hạ cái đấy cũng là một con dao hai lưỡi Rồi mà mình vẫn đang dạy học sinh của mình là để ừ. mình muốn luôn muốn học sinh mình đi ra ngoài đánh giải là phải đánh bằng không được chấp ừ. mà không có chấp đấy là như thế tại vì chỉ có như thế thì con người ta mới tìm ra một nhân tài nhanh nhất đúng rồi chứ còn nếu bây giờ cứ chấp như ví dụ có người hạng b thì mãi mãi mình nói không thật lên được cái người hạng b ấy trừ khi là người ta phải bước một chân ra khỏi người ta bứt đẳng lên thì ông nói <laughs> nhưng mà để mà được cái người mà đã đăng ký cho mình hạng b đăng ký cho mình hạng c đăng ký cho mình hạng a thì mãi mãi người ta cũng chỉ ở cái mức đấy thôi người ta không phân đấu không phân đấu đúng rồi cái đấy, cái, cái đấy là cái cái đấy là cái cũng là một con dao hai lưỡi cái chấp hạng để cho người ta cọ sát với mình ừ. để cho người ta phấn đấu nhưng không phải vì cái đó để mà luôn luôn người ta tồn tại ở đó đấy cái đấy là đấy giống như mình nói đấy mình đang năn tăn về một cái vấn đề đấy là một con dao hai lưỡi đúng rồi mình cũng thấy câu chuyện này được nhiều người bây giờ đang cũng có sự ủng hộ rất tích cực với cái suy nghĩ của tuấn con như vậy người ta đồng ý luôn là người ta có thể vào ta đánh đồng không cần phải đánh theo hạng đúng bởi vì người ta muốn được như thế muốn được như thế đấy vì trên thế giới bây giờ làm gì có những cái giải nào mà chấp như vậy đâu chỉ Việt Nam có chỉ có Việt Nam có, nên nó, có, Việt đang Nam có. Cái, nó nó đang ảnh hưởng đến cái việc phát triển cho các bạn trẻ để cố phấn đấu đi lên bản chất nghĩ thì mình là để cho các bạn đi phát triển nhưng mà lại là những con dao hai lưỡi đối với các bạn ấy rất là dã dạ man vậy như thời điểm này thì có rất nhiều những cái nguồn lực những mạnh thường quân và những cái nhà đầu tư đã nhìn thấy cái sự phát triển của Bia Việt Nam trong 2 năm gần đây ừ. đang thực sự bùng nổ họ đang muốn cho những cái bỏ công bỏ sức vào thì Tuấn con có thể cho một cái góc nhìn của mình là nếu như được lựa chọn thì Tuấn con muốn họ sẽ đầu tư hơn cho Việt Nam vào những cái mặt nào, những khía cạnh nào để có thể đẩy mạnh cái phong trào nó lên trên một cái tầm nữa đi so với bây giờ. Nếu mà muốn lựa chọn thì mình muốn các mạnh thường quân sẽ đầu tư cho trẻ ừ. và không đầu tư lớp già như bọn mình nữa. Trẻ là khoảng bao nhiêu tuổi? Trẻ là sẽ phải khoảng từ 12 đến 18 tuổi. 12 đến 16 tuổi thôi. Hoặc là thậm chí là 12 đến 10, 16 tuổi Nói chung là khoảng 5 năm đấy thôi Còn uh, mình muốn là mạnh thường quân Là xác định luôn đầu tư cho trẻ luôn Tức là giống như kiểu là Có trường lớp mở đầu tư cho trẻ luôn Chứ còn lớp già mình Mình nghĩ là nên lên vứt đi Vứt đi Tại vì hôm trước mình có Mình có nghe một cái câu <laughs> chuyện là như <laughs> thế này Mình chưa nghĩ là vứt đi đâu <laughs> Mình có Không biết là mình nhớ Mình đọc ở đâu rồi ấy. Uh, Thì uh, có thay là phải thay cả bộ máy Thay cả nguyên tim Không giữ lại bất kỳ một cái gì Không có đầu tư bất kỳ một lớp nào ông già cả Bây giờ có đầu tư, đầu tư trẻ toàn bộ Tức là vì hôm trước mình có đọc một cái mẫu chuyện hay xem tiktok gì đấy Người ta nói là cái chén trà này nó có đổ đi Mà còn một tí cặn ấy Mà đổ nước lọc vào thì nó vẫn là màu vàng thôi Thế cho nên là thôi Nếu mà thay là thay nguyên tim Không giữ lại bất kỳ một cái gì hết Đã đầu tư là đầu tư trẻ toàn bộ chấp nhận thôi đầu tư con người mà cái là cái đầu tư khó khăn nhất rồi nhưng mà nếu không như thế thì chỉ cần có một người mà người ta gọi là uh, ở lại thôi cái team đấy chỉ cần có một người ở lại thôi là sẽ hỏng nếu trong trường hợp mà bây giờ cái việc xây dựng một cái mô hình đào tạo Với VBA tại Việt Nam thì nó là điều ai rất là muốn như cái Trung Quốc họ có Yuta ấy nhưng mà chưa thể có ngay trong thời gian gần được. Rõ thì rõ. cái việc bây giờ mình gửi vận động viên sang nước ngoài như kiểu dạng là tập huấn từ bé giống một số cái bộ môn đỉnh cao ở Việt Nam vẫn hay như kiểu thủ dục cụ hay là một cái môn thể thao khác họ làm ấy thì cái điều đấy nó có hiệu quả không? Kiểu đấy thì chắc chắn nó sẽ có hiệu quả. Bởi vì thứ nhất là mình xa nhà, thứ hai mọi thứ mình sẽ tập trung hơn. Ừ. Nhưng mà vấn đề một điều là như thế này này. À, nếu xét về à, về nhân văn thì không lên bởi vì tại sao? Bởi vì không nên xa nhà khi còn quá trẻ Tại vì quá nhỏ thì cũng không tốt Đấy, Mình nói thật là như vậy Tại vì thanh xuân hoặc là trẻ con thì phải sống đúng nghĩa Đấy, Mình là như vậy à, Mình thì rất muốn bắt trước được Trung Quốc Là trong các trường cấp 2 và cấp 3 Có những cái môn thể dục Trong đó có bia đó, trong đó có bia Bởi vì mình đã được sang Trung Quốc từ năm 2006 À, năm đấy là mình học lớp 9 thì mình có được đi tập huấn một năm bên à một tháng bên Trung Quốc mình có vào một cái trường cấp 2 cái trường đấy là có cầu lông này bóng bàn này bóng rổ này bia này đá bóng trong nhà đá bóng ngoài trời này đấy có vẽ này có các thứ nó chỉ là một trường cấp 2 thôi mà đầy Đúng đủ rồi. tất cả các môn nó có là trường cấp 2 thôi mà có đầy đủ các môn giống như một trường đại học dục tục thể thao của Việt Nam ấy chứ. Đúng rồi. Thế cho nên là mình thấy là mỗi người được một tiếng 45 phút để 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 ra chơi bất kỳ một bộ môn nào đấy và năm 2006 sang đấy mình đã thấy là bên đấy có 10 có 8 cái bàn pool và 6 cái bàn slot rồi tức là thời điểm đấy người ta đã như thế rồi thì bảo sao Trung Quốc họ không có nhiều nhân tài như bây giờ tức là cách đây 15 năm à đâu cách đây là 18 năm 18 năm gần 25 rồi người ta đã như thế rồi đấy cho nên là tại sao nhân tài của anh nhiều thì từ những cái trường đó thì khi có môn thể dục người ta um, tham gia thi đấu ở trường bắt đầu tham gia thi đấu ở các trường thì bắt đầu người ta mới nhìn nhận ra nhân tài. Có nhân tài và người ta đưa lên để tập luyện chuyên sâu. Đó, chỉ có bằng hình thức đó thì việt nam mới dần dần các lứa kế cận nó mới có ra đời thôi tức là phải đào tạo từ những cái cấp trường học đúng rồi từ nhỏ và chúng ta cũng hiểu câu chuyện này lý do tại sao trung quốc là một cái cường quốc về thể thao ừ. và bia nó chỉ là môn cực kỳ cực nhỏ kỳ nhỏ. nhỏ và không được đánh giá là môn đúng thành Đúng rồi cao. giống Tất... như giống như mình là thổi hồn vào cho người ta ừ. tức là mình sẽ để mặc sức cho người nào chơi cái gì thì chơi môn gì đã chơi còn sau khi người ta chơi người ta có tố chất thì mình mới nhặt cái điều đó đỡ mất thời gian hơn à. như vậy chúng ta hiểu là cái cái mong muốn nhất của tuấn con dành cho tất cả những mạnh thường quân bây giờ là hãy nên tạo lên một cái sự đào tạo giáo dục hoặc là cái môi trường nào đó để rèn luyện bia từ nhỏ tại đúng việt rồi, nam thì đúng chắc rồi. chắn việt nam sẽ không sợ và không phải phải kỳ vọng được là sẽ một ngày nào đó lên cái trường quốc tế không bao giờ phải ngại đúng rồi đúng rồi sắp tới đây chúng ta có một cái giải đấu tuấn con cũng biết là tuấn con là một trong tám khách mời của cái chương trình này đó là td pool master league diễn ra vào cuối tháng 3 Hả? một giải đấu bao gồm 8 vận động viên đều là những gương mặt rất là quen với Tuấn Con rồi, được đánh giá là những gương mặt huyền thoại của Việt Nam mà bây giờ là nặng ký nhất với một cái thể thức cực kỳ là khắc nghiệt thi đấu trong hai ngày liên tục để đoạt được chức vô địch thì phải trải qua 14 trận. Nhưng vậy thì với cái thể thức như thế này thì Tuấn Con đánh giá là có có quá khắc nghiệt với mình không? À, đối với vận động viên Việt Nam thì mình nghĩ là rất muốn chơi rất muốn đánh kiểu như thế này, bởi vì uh, mỗi một giải đấu thì uh, anh em chỉ gặp nhau được một hai lần thôi, nên không được gặp nhau nhiều. thế cho nên là ai cũng thế thôi trong nghề mà đều muốn đánh những cái trận mà giống như mình nói là để đời những trợi căng thẳng chứ không phải là không phải là vì mình chê người kém để mình không đánh đâu mà giống như kiểu mà mình đã đấu là phải đấu muốn đấu một trận nó lẩy lửa muốn đấu vừa lẩy lửa vừa cống hiến vừa để cho người xem có cái nhìn về bia đấy mình bọn mình rất muốn là như vậy mình nghĩ là tất cả anh em vận động viên đều rất muốn Thứ nhất là về cái mong muốn là ok rất thích rồi Nhưng mà về cái mặt thể lực thì Tuấn Con liệu rằng cả 8 vận động viên có đảm bảo thể lực cho mình nếu mà này về nói thể lực thì mình nghĩ là là cái đấy thì vẫn phải ở mỗi người ừ. còn đảm bảo thể lực hay không thì là do thể lực của mỗi người thôi không thể nói thế được bởi vì khi ông đã chấp nhận ông đã tham dự chơi đã chấp nhận lời mời thì ông phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng để cho mà tham gia một cái giải đấu đấy chứ không thể làm mà ông vào ông đánh lên vơn được Đúng rồi. đấy là cái chắc chắn rồi Thế chứ không phải không thể nào vào mà nói là hôm thôi tôi hôm nay tôi mệt quá tôi không đánh nữa, không thể nói như thế được. Đã là vận vận động viên chuyên, chuyên nghiệp thì kể cả có ban tổ chức có thay đổi đúng sát giờ thay đổi cũng phải chấp nhận. thì cũng phải chấp nhận, thay đổi thể thức thì cũng phải chấp nhận. Bởi vì đã là vận động viên, đã là chiến binh rồi thì mình nghĩ là không vận động viên nào có thể lăn tăn ừ, vấn đề là từ bỏ đúng không? Đúng rồi. Một cái quan điểm rất là chuyên nghiệp của Tuấn Con trong cái giải đấu này vậy thì Nói một chút về cơ cấu giải thưởng, Tuấn Quan thấy đây có thực sự hấp dẫn không? À, nói về giải thưởng của TD Full Master League này thì đối với anh em vận động viên thì <laughs> đấy giống như nói câu hơi trêu đùa thì thôi, chỉ mong rằng một năm được 3 đến 6 giải này. <cười> <cười> Bởi vì cái loại giải thưởng của nhà tài trợ đưa ra quá hấp dẫn. Nó giúp cho vận động viên cảm thấy mình được tôn trọng. Đúng chính xác, tôn trọng. Con dùng cái từ rất là đúng đấy ban tổ chức của giải đấu này đưa ra 8 vận động viên này đều đã phải mang lên là cân đo đong đếm rồi à. đều đạt đủ tiêu chí và là tất cả những cái phẩm chất để tham gia và rất mong là cả 8 vận động viên sẽ cố gắng một cách hết sức mình để công hiến trong hai ngày và đạt được cái thành tựu gọi là như là mình mong đợi và xin được cảm ơn cơ thủ nguyễn tuấn đã à. nhận lời mời và có mặt trong cái buổi trò chuyện này cùng chúng tôi và xin chúc là tuấn con sẽ có một cái sức khỏe tốt để tiếp tục cống hiến trên con đường bia sắp tới à. cũng như đạt được cái thành tựu tốt nhất trong giải đấu td pool master league diễn ra vào tháng 3 sắp tới ok cảm ơn anh à. cảm ơn chương trình